Thursday. Chào các bạn khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Các bạn thân mến, trong không khí ngày Tết đang tràn ngập khắp mọi nơi, có lẽ tất cả chúng ta đều mong muốn mình thật đẹp, thật tự tin, thật phong cách khi xuống phố. Và bởi vì như vậy nên các bạn càng phải theo dõi chương trình ngày hôm nay, bởi vì chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn một số phong cách trang điểm và làm tóc trong những ngày Tết. Ngay bây giờ xin mời các bạn hãy cùng đón xem. Mái tóc dài được là thẳng ở phần chân tóc, mang lại cảm giác mượt mà, nhẹ nhàng. Tiếp đến là sử dụng máy uốn lọn để tạo kiểu tóc. Uốn tóc thành từng lọn nhỏ và cuốn xoăn lượn sóng ở phần đuôi tóc, tạo điểm nhấn cho mái tóc. Với kiểu tóc này, các bạn gái trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Ưu điểm vượt trội của mẫu tóc này là có thể dễ dàng phù hợp với nhiều kiểu khuôn mặt khác nhau. Với đặc điểm là mái tóc dài cùng với những lọn xoăn bồng bềnh, chúng ta có thể kết hợp với đa số các kiểu mái hiện nay. Không cần những lọn tóc xoăn to cổ điển, tóc dài lượn sóng mang một nét đặc trưng riêng với sự đơn giản mà quyến rũ. Kết hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng sẽ làm cho các đường nét trên khuôn mặt của bạn gái thêm mềm mại, thanh tú. Chỉ cần một lớp kem nền vừa đủ để che đi khuyết điểm trên khuôn mặt, giúp làn da láng mịn hơn. Thêm chút má hồng và son đỏ tươi tạo điểm nhấn trên khuôn mặt. Vậy là các bạn gái đã có thể ra đường du xuân rồi đấy. Nếu các bạn muốn thay đổi nhưng lại không có thời gian đi làm tóc hay nhuộm tóc vì quá bận rộn với lịch đi chơi trong dịp Tết, có một cách rất đơn giản để phá cách mà lại không tốn quá nhiều thời gian, đó chính là tóc Tết. Mái tóc Tết không cần bất kỳ sự hỗ trợ của dụng cụ làm tóc nào, chỉ với những thao tác đơn giản. Ưu điểm của kiểu tóc này là không tốn thời gian chuẩn bị, lại khá nhanh gọn và tiện lợi, rất phù hợp với những bạn gái năng động và cá tính. Để làm nổi bật khuôn mặt hơn, các bạn gái cũng có thể sử dụng các kiểu trang điểm sắc nét. Với kiểu trang điểm này, điểm nhấn chính là đánh mắt đậm màu và tạo khối rõ ràng trên khuôn mặt, kết hợp với son môi bóng khiến khuôn mặt hút mắt người đối diện hơn. Các bạn gái nhớ nhé, hãy để làm đẹp trở thành một thói quen chứ không riêng gì những dịp đặc biệt giống như là những ngày Tết trong năm. Và ngay bây giờ thì Yumi sẽ giới thiệu đến các bạn một phần mà các bạn sẽ rất là mong chờ, bởi vì chúng ta sẽ được nhận những món quà rất là giá trị của chương trình. Xin mời quý vị hãy cùng đến với khán giả tương tác. Tết này các bạn đã đi chơi được những đâu? Hãy cùng chia sẻ những ảnh đẹp nhất của bản thân với chương trình Đẹp 24/7 theo đường link dưới đây nhé. Bức ảnh nào đạt được nhiều like nhất sẽ nhận được một phần quà của chương trình. Chi tiết tham khảo trên fanpage của chương trình Đẹp 24/7.